chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình khách mời phòng thu của báo Lâm Đồng điện tử. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang hướng đến kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2014. Và vì vậy, chủ đề lần này của chương trình khách mời phòng thu sẽ là chủ đề tổ chức đoàn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Và thưa quý vị, vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chị Phạm Thị Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng. Xin chào chị Phúc, cảm ơn chị đã đến tham dự chương trình khách mời phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào anh Hoàng Liên Sơn, xin chào quý độc giả báo Lâm Đồng. Thưa chị, được biết trong thời gian vừa qua thì tổ chức đoàn thanh niên của chúng ta đã có cái phong trào là tổ chức đoàn đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Chị có thể giới thiệu khái quát về tính chất cũng như ý nghĩa của chương trình này không ạ? Thưa anh, với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thì trong năm cái nhiệm vụ chính thì còn có trong đó có phong trào, hai phong trào lớn của đoàn là phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đặc biệt quan tâm tới phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Theo đó thì phong trào thì có bốn nội dung lớn, đó là đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm, thứ hai là đồng hành với thanh niên trong học tập nâng cao trình độ, thứ ba là đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, và thứ tư là đồng hành với thanh niên trong phát triển nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Thì tùy theo từng cái đối tượng thanh niên mà chúng tôi có cái nội dung phù hợp với các bạn. Chị có thể kể sơ nét về chương trình mà chúng ta đồng hành với thanh niên nông thôn tại tỉnh nhà không ạ? Đúng vậy, với thanh niên nông thôn thì có thể nói rằng là riêng Lâm Đồng thì một cái tỷ lệ cũng tương đối lớn. Với 260.000 thanh niên trong tỉnh thì thanh niên nông thôn chiếm khoảng 70% thôi. 70%. Và với cái đối tượng này thì chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm bởi vì họ thiệt thòi hơn những cái đối tượng khác. Bởi vì vì nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Rất nhiều bạn thanh niên nông thôn bị gián đoạn trong cái việc học hành. Thế nhưng con đường tiến thân của họ cũng bị giới hạn. Và chính vì vậy mà họ sống và làm việc trong những cái môi trường nó cũng tương đối khó khăn. Và đồng thời là với điều kiện thanh niên nông thôn của chúng ta thì phần lớn là thiếu vốn, thiếu đất sản xuất và thiếu cả những cái kinh nghiệm rồi cả những kiến thức về khoa học công nghệ để có thể ứng dụng vào trong sản xuất. Thì chúng tôi quan tâm trên ba cái lĩnh vực đấy. Thứ nhất là về cái lĩnh vực khoa học công nghệ thì để nâng cao cái năng suất lao động thì phải trang bị kiến thức khoa học công nghệ cho thanh niên nông thôn. Thì hàng năm thì chúng tôi mở phối hợp với lại ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và các cái ngành liên quan, các cấp bộ đoàn đã mở mỗi năm như vậy, mở thường 200 đến 300 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn để các bạn có thể ứng dụng nâng cao cái năng suất lao động. Thứ hai nữa là vốn vay thì cũng phối hợp với lại ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nguồn vốn để cho thanh niên có thể là vay vốn và phát triển sản xuất cho thanh niên nông thôn. Và đồng thời là phối hợp với ngành lao động thương binh xã hội trong vấn đề là tư vấn nghề nghiệp, dạy nghề và đồng thời là giới thiệu việc làm cho thanh niên nông thôn. Chúng ta đã có nhiều giải pháp để đồng hành với thanh niên nông thôn trong vấn đề lập thân lập nghiệp. Nhưng cũng như chị chia sẻ vừa rồi thì một trong những vấn đề nổi lên là còn rất nhiều thanh niên nông thôn do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất mà buộc phải rời xa quê hương, đi nơi khác làm ăn, làm ở các khu chế xuất, khu công nghiệp ở các thành phố lớn. Chúng ta hay gọi đó là cái tình trạng ly nông ly hương. Vậy thì tổ chức đoàn nhìn nhận vấn đề này như thế nào và chúng ta có cái hướng giải quyết vấn đề này ra sao thưa chị? Như chúng ta đã biết rằng là thanh niên nông thôn của Lâm Đồng số lượng rất lớn, khoảng 70%. Chính vì vậy mà đất sản xuất cũng rất là khó để mà đảm bảo được cho tất cả các cái hộ nông thôn của chúng ta đủ đất sản xuất mình làm giàu lên từ cái quê hương của mình. Thế thì cái việc mà các bạn rời quê hương để đi tìm một cái công việc thuận lợi hơn, có thu nhập cao hơn ở những vùng đất khác thì tôi nghĩ đó cũng là một cái xu hướng chung thôi. Và cho dù các bạn làm ở đâu cũng là cống hiến cho quê hương đất nước của mình. Cho nên chúng tôi cũng có những cái chương trình để có thể hỗ trợ cho các bạn để các bạn tự tin đi làm việc ở các nơi khác. Đó là chúng tôi định hướng nghề nghiệp và đồng thời trang bị những cái kiến thức, thí dụ như là cái kỹ năng trong cái lao động trong môi trường công nghiệp, hay là dạy những cái ngành nghề ví dụ như dạy may công nghiệp hay là những cái ngành nghề khác để các bạn có thể là đi tìm việc dễ dàng hơn ở các cái thành phố lớn. Thì bên cạnh những thanh niên nông thôn có nguyện vọng chính đáng đi làm ăn xa ở các tỉnh thành phố khác
thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều thanh niên muốn làm giàu cho mảnh đất quê hương của mình. Nhưng nhiều bạn lại gặp khó khăn trong cái vấn đề là tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng chính sách để hỗ trợ cho việc sản xuất kinh doanh. Những khó khăn đó có thể đến là từ việc là cái mức vay nó thấp, chỉ khoảng 20 triệu, hoặc là cái thời gian vay nó quá ngắn. Đâm ra là khó khăn trong cái việc đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế nông nghiệp. Vậy thì thưa chị, là tổ chức đoàn mình đã nhìn nhận vấn đề này như thế nào, và liệu chúng ta có cái hướng giải quyết, chúng ta có cái phối hợp với các ngành chức năng, ngành ngân hàng, chính sách để tìm ra cái hướng đi mới trong cái vấn đề này chưa ạ? Như anh trao đổi, thứ nhất là như anh nói rằng là cái thời hạn cho vay tương đối ngắn, 12 tháng. Thứ hai nữa là cái số lượng vốn vay cho một chương trình cũng tương đối thấp. Ngoài ra thì còn một cái khó khăn nữa, đó là chương trình thì cho vay theo hộ. Thế nên trong gia đình mà đã có bố hoặc mẹ đã vay thì con lại không được vay. Cho nên là thanh niên đang gặp khó khăn, bởi vì chính vì vậy mà trong thời gian vừa qua, trong một thời gian dài, và cũng như hiện tại và có lẽ trong tương lai khi chưa đạt được cái mục đích của mình, thì đoàn thanh niên với tư cách là tổ chức của thanh niên đứng ra chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị với lại chính quyền các cấp cũng như trong hệ thống ngân hàng để làm thế nào có, một là có thể nâng cái số lượng vốn vay, thứ hai nữa là có thể là có cái chương trình riêng cho thanh niên, làm thế nào để thanh niên có thể tiếp cận với nguồn vốn này dễ dàng hơn. Thì như vậy thì các bạn mới có cái cơ hội phát triển và có cái tính độc lập trong cái việc là lập thân lập nghiệp ở địa phương. Vâng, thưa quý vị, mặc dù là còn một số hạn chế và khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn cũng như là việc tiếp cận khoa học công nghệ hay là các chính sách hỗ trợ khác, nhưng rõ ràng phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp của tổ chức đoàn ở Lâm Đồng cũng đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Và thưa chị, là trong thời gian triển khai vừa qua thì chắc hẳn là mình sẽ đã có những cái điểm sáng trong cái phong trào này. Chúng tôi cũng ghi nhận được những cái kết quả đáng khích lệ trong từng đối tượng thanh niên. Thí dụ ngay cả thanh niên công chức lúc nãy giờ tôi chưa đề cập đến, nhưng mà rõ ràng là với những cái sự hỗ trợ cũng như là động viên khích lệ thông qua các cái cuộc thi, thông qua các cái phong trào, thì các bạn cũng có những cái cống hiến rất là lớn cho xã hội. Thí dụ như trong năm 2013 thì các bạn cũng đã làm được nhiều cái công trình, nhiều cái đề tài nghiên cứu khoa học. Và như năm 2013 thì chúng tôi thống kê là các bạn đã làm lợi cho nhà nước khoảng 16 tỷ. Đó là các bạn thanh niên công chức, là công nhân lao động. Thế còn thanh niên nông thôn thì cũng đã xuất hiện rất là nhiều cái mô hình hay. Ví dụ như là các cái mô hình liên kết hợp tác, các tổ hợp tác thanh niên hay là các câu lạc bộ phát triển trong thanh niên nông thôn. Thì như năm 2013 chúng tôi chỉ tính riêng năm 2013 thì có tới 89 mô hình liên kết, rồi câu lạc bộ hợp tác phát triển kinh tế, rồi là trong đó thì có thể kể đến ví dụ như là cái tổ hợp tác sản xuất rau hoa công nghệ cao ở làng Hoa Thái Viên, Đà Lạt thuộc phường 12 chẳng hạn. Với cái tổ hợp tác này thì chỉ mới thành lập trong năm đầu năm 2013 với sự hỗ trợ từ kênh của Trung ương đoàn và ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, thì hiện nay là từ cái chỗ là khi thành lập chỉ có 7 thành viên thôi, hiện nay đã lên tới 20 mấy thành viên rồi và các bạn phát triển rất là tốt. Hay là cái câu lạc bộ chăn nuôi ở Lâm Hà chẳng hạn, thì cái số lượng của các bạn, thành viên các bạn thì cũng không ngừng tăng và quy mô sản xuất của các bạn cũng dần dần nó mở rộng thêm. Trước đây thì chỉ có chăn nuôi, ví dụ chăn nuôi dế, chăn nuôi thỏ, rồi sau đó phát triển tới là chăn nuôi chim bồ câu, rồi tới là bây giờ là chuẩn bị các bạn mở rộng tới chăn nuôi bò sữa liên kết với lại công ty sữa Lâm Đồng, rồi là cái một số cá nhân tiêu biểu, thí dụ như là anh Điểu Hòa ở Bảo Lâm chẳng hạn, là một bí thư đoàn xã, là người dân tộc thiểu số, nhưng mà ngoài việc phát triển kinh tế gia đình thì anh ấy còn là vận dụng đó và chuyển giao cho các bạn khác. Đây là trang trại hoa của 11 chàng trai, là những người con của làng hoa Thái Phiên. Xuất phát từ ước vọng làm giàu và đưa hoa Đà Lạt đi khắp nơi, họ bắt tay nhau xây dựng mô hình tổ hợp tác sản xuất hoa. Các thành viên trong tổ hợp tác cùng góp vốn, góp đất để trồng hoa. Xuất phát từ cái nhu cầu của thanh niên làm kinh tế là rất khó khăn, cho nên là mình tập hợp anh em lại để mình làm cho nó được nhiều sản phẩm và nhiều đầu ra, rồi mình trao đổi kinh nghiệm để giúp nhau làm cái kinh tế cho ngày càng là phát triển lên, rồi mình học hỏi được cái kinh nghiệm. Được thành lập từ tháng 5 năm 2013 với tiền thân là câu lạc bộ giúp nhau làm kinh tế phường 12, tổ hợp tác trồng hoa đã đi vào hoạt động hiệu quả,
đem lại giá trị kinh tế cho các thành viên. Các loại hoa cúc, ly ly, cẩm chướng được sự chăm sóc của 11 thành viên trở nên đẹp hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. 1 hectare hoa cúc, tổ thu về gần 750 triệu đồng. 1 hectare hoa ly đem lại lợi nhuận hơn 900 triệu đồng. Vũ Huy Hoàng ở huyện Đức Trọng lại theo đuổi niềm đam mê trồng hoa lan làm giàu. Với số vốn đầu tư ban đầu 270 triệu đồng, các loại lan rừng, phong lan qua đôi tay chăm sóc của chàng thanh niên sinh năm 1983 này chỉ trong thời gian ngắn đã nổi tiếng, được giới chơi lan trong nước tìm đến bởi những giống lan độc lạ tại đây. Hiện mỗi năm vườn lan chỉ hơn 200 mét vuông này đem lại lợi nhuận cho Hoàng hơn 150 triệu đồng. Những thanh niên ấy chính là những tấm gương tiêu biểu cho hàng trăm, hàng ngàn thanh niên Lâm Đồng dám nghĩ, dám làm. Từ đôi tay và cả trí óc, họ đã trở thành những thanh niên điển hình, xung kích xây dựng kinh tế, xã hội. Với ý chí và khát vọng làm giàu, họ đã khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân và quê hương. Vâng, chúng ta tin rằng là những kết quả và những cái gương điển hình như chị Phạm Thị Phúc vừa trao đổi, chia sẻ sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn địa bàn tỉnh Lâm Đồng để càng có thêm nhiều gương thanh niên lập thân lập nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang chia sẻ về vấn đề tổ chức đoàn đồng hành với thanh niên trong vấn đề lập thân lập nghiệp. Và thưa chị Phúc, trở lại với câu chuyện nãy giờ chúng ta trao đổi, thì một lượng lớn thanh niên của chúng ta là thanh niên nông thôn, đến 70%. Như vậy thì chắc chắn trong việc chúng ta chuyển giao khoa học công nghệ, chúng ta phổ biến những kiến thức về phát triển nông nghiệp cho các bạn thanh niên ở nông thôn, đặc biệt trong đó phần nhiều lại là thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số, chúng ta có đến khoảng 40 đồng bào dân tộc anh em. Như vậy thì chắc chắn không thể không gặp khó khăn. Như thế thì tổ chức đoàn của chúng ta có những giải pháp gì để trong cái việc mình phổ biến kiến thức khoa học công nghệ đến với lại vùng sâu vùng xa sẽ được thuận lợi và chúng ta đạt kết quả hơn? Chúng tôi có hệ thống tổ chức cơ sở đoàn, cơ sở hội đến tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Hiện nay có 148 xã, phường, thị trấn thì đều có 148 tổ chức cơ sở đoàn. Và hệ thống chi đoàn cũng phát triển tới tận thôn buôn khu phố. Thế nên là các bạn ở nông thôn có thể là trực tiếp liên hệ với lại tổ chức đoàn. Và nếu không đến với tổ chức đoàn, có thể đến với tổ chức hội liên hiệp thanh niên của chúng tôi để có thể là trình bày những cái nguyện vọng của mình, những nhu cầu chính đáng, những nguyện vọng của mình. Và thông qua cái kênh đó thì chúng tôi có thể là chỉ cần biết được cái nguyện vọng của thanh niên mà tổ chức đoàn có thể đáp ứng, thì trong nội bộ chúng tôi không thể đáp ứng được thì chúng tôi sẽ là phối hợp với lại các cái ngành chức năng, những cái ngành liên quan để có thể là đem được những cái điều mong muốn của các bạn đến được với các bạn thanh niên nông thôn. Mà với chúng tôi quan điểm rằng là không nhất thiết phải là đoàn viên hội viên của mình thì mình mới quan tâm, mà riêng đối với lượng thanh thiếu nhi nói chung thì tổ chức đoàn tôi cần phải quan tâm rộng hơn. Thí dụ như là trong thời gian vừa qua thì cái chương trình chúng tôi làm nhiều cái chương trình mà không nhất thiết đó phải là đoàn viên, không nhất thiết đó là phải là hội viên. Ví dụ như trong chương trình xây dựng nông thôn mới chẳng hạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng có làm việc với lại công ty dây cáp điện miền Nam KDV chẳng hạn, thì để người ta có thể hỗ trợ dây điện để chúng ta làm cái chương trình thắp sáng đường quê. Như vậy thì nó không chỉ là thanh niên nông thôn được thụ hưởng mà nhân dân ở nông thôn cũng được thụ hưởng từ chương trình này. Thế cho nên không có lý do gì để tổ chức đoàn từ chối những cái nguyện vọng chính đáng của thanh niên.
Vâng, như vậy thì nói như chị Phạm Thị Phúc thì các tổ chức đoàn hội ở cơ sở, ở các xã, phường, thị trấn cũng như là tới tận thôn buôn sẽ là cái địa chỉ cụ thể để thanh niên nông thôn có thể tìm đến để được hỗ trợ về vốn sản xuất cũng như là hỗ trợ về khoa học kỹ thuật công nghệ và tư vấn định hướng nghề nghiệp. Và tin rằng thì các bạn thanh niên sẽ tìm được cho mình những địa chỉ phù hợp ở trên địa bàn của mình. Nãy giờ thì chúng ta trao đổi khá nhiều vấn đề trên bình diện là của tổ chức đoàn. Bây giờ xin phép được hỏi chị Phúc một câu mang tính cá nhân chút xíu. Chị là một thủ lĩnh thanh niên, là người đứng đầu tổ chức đoàn ở tỉnh Lâm Đồng. Vậy thì xin hỏi là chị có những cái định hướng, những cái ý tưởng gì mới để mà tiếp tục đẩy mạnh cái công tác, cái phong trào là đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp trong thời gian tới không ạ? Ra thì tôi gắn bó công tác đoàn từ năm 97. Cũng có thời gian rất là lâu rồi, cho nên cái việc mà nghĩ đến thanh niên, lúc nào nghĩ đến thanh niên và nghĩ đến làm thế nào để thanh niên của chúng ta có thể phát triển toàn diện là cái vấn đề mà luôn luôn được trăn trở. Tôi cũng ấp ủ nhiều cái chương trình, trong đó thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ phối hợp với lại các cái ngành chức năng triển khai chất lượng hơn, có thể nói là chất lượng hơn. Về cái vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề cũng như giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn cũng như là các đối tượng thanh niên khác. Bởi vì như anh biết rằng là trong thời gian qua thì cái chương trình dạy nghề và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên thì nó không thiếu. Chúng ta có hẳn cái chương trình dạy nghề cho thanh niên nông thôn miễn phí, nó không hề thiếu. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta dạy nghề nhưng mà cái tỷ lệ thanh niên dạy nghề được giải quyết việc làm nó chưa được thỏa mãn cái yêu cầu của mình. Thế nên là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn với lại ngành lao động thương binh xã hội để làm sao mà cái việc dạy nghề của mình nó hướng tới cái nhu cầu giải quyết việc làm, nhu cầu giải quyết việc làm của thanh niên cũng như là các cái doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức, thì như vậy thì nó sẽ chất lượng và nó hiệu quả hơn. Hay là các cái chương trình hướng về nông thôn thì cũng sẽ cái gì nó cũng phải thực chất hơn. Đó là ví dụ như là chúng tôi cũng có ấp ủ là sẽ thông qua cái kênh vừa trung ương đoàn này, cái kênh của lao động thương binh xã hội này, cái kênh của ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, thậm chí kênh của ngành công thương, để làm thế nào mà những cái chương trình gì, những cái dự án gì có thể hỗ trợ được cho thanh niên thì chúng tôi sẽ cố gắng là tranh thủ để đưa về cho thanh niên nông thôn. Thí dụ như là cái mô hình phát triển trang trại trẻ chẳng hạn, thì sẽ giúp các bạn về kỹ thuật, về quy hoạch trang trại, rồi là hỗ trợ cho các bạn một nguồn vốn ban đầu để các bạn có thể tự tin phát triển cái trang trại của mình. Và sau khi các bạn làm được cái trang trại của mình thành công thì sẽ góp phần giải quyết việc làm cho những thanh niên khác ở địa phương và đồng thời có thể là truyền đạt những cái kinh nghiệm đó để các bạn phát triển tốt hơn. Thứ hai nữa là đối với thanh niên nông thôn thì chúng tôi đang khuyến khích các bạn là phát triển cái mô hình tổ hợp tác thanh niên hoặc hợp tác xã thanh niên thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều để các bạn làm riêng lẻ. Bởi vì khi các bạn phát triển tổ hợp tác thanh niên thì rõ ràng là nó sẽ tiết kiệm cả chi phí đầu vào và hiệu quả từ chi phí đầu ra, và đồng thời là cái nguồn cung cho thị trường nó sẽ được liên tục. Như vậy thì cái việc phát triển của các bạn nó sẽ bền vững hơn. Vâng, tất cả chúng ta đều mong muốn là phong trào đoàn, tổ chức đoàn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp sẽ ngày một thực chất hơn và được nâng cao chất lượng nhiều hơn. Vâng, thương cảm ơn chị Phạm Thị Phúc đã đem đến cho chương trình chia sẻ cùng chúng tôi nhiều vấn đề là khá là thú vị xung quanh vấn đề đoàn đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp. Xin cảm ơn chị Phạm Thị Phúc đã cùng đến với chương trình Khách Mời Phòng Thu của báo Lâm Đồng Điện Tử lần này.